Chiều ngày 13 tháng 2 năm 2023, đoàn công tác của huyện Châu Thành do đồng chí Võ Chí Trung, Phó Bí thư Quyền ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Nhuận và xã Tân Phú, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của huyện đã dành phần lớn thời gian để lắng nghe những thuận lợi khó khăn của hai xã Vĩnh Nhuận và Tân Phú trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cùng các đề xuất kiến nghị và đưa ra các giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đồng thời tập trung thảo luận đóng góp ý kiến cùng các đề xuất kiến nghị và đưa ra các giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của hai xã, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dự, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phát triển nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển văn hóa xã hội, xây dựng cảnh quan môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Chí Trung, Phó Bí thư Quyền ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quyền đã ghi nhận và giải trình một số vấn đề hai xã Vĩnh Nhuận và Tân Phú quan tâm. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị địa phương cần tiếp thu các ý kiến của các ngành chuyên môn quyền, đồng thời bổ sung vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, xử lý nghiêm các trường hợp cất nhà trên sông kênh rạch, nghiên cứu xây dựng hợp tác xã, hoạt động hiệu quả, đi vào thực chất, triển khai thực hiện tốt đề án số 06 của chính phủ, tập trung xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo lộ trình